Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thập đại chứng minh. Kính bạch chư tôn giáo Phật, chư tôn đức và mật pháp Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, thập đại chứng minh. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử đạo tràng khóa tu An Lạc lần thứ 57 tại Việt Nam Quốc tử. Hôm nay đầy đủ duyên lành chúng ta hội ngộ, xin gửi đến quý vị một bài pháp có tên gọi là ý nghĩa tri ân và báo ân của người con Phật. Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ quý vị thật nhiều sức khỏe và thật nhiều thành công trên bước đường tu học đạo giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, trước khi vào đề tài hôm nay, chúng ta dành một phút để tưởng niệm những đồng bào Phật tử ruột thịt miền Bắc chúng ta vừa trải qua thiên tai lũ lụt, đem sự lạnh đau thương và mất mát. Cầu nguyện cho những người đã mất được giảng sanh về thế giới an lành, và cầu nguyện những người đang còn sống trong cảnh màn trời chiếu đất phải cố gắng vượt qua chính mình để xây dựng một ngày mai tốt đẹp hơn. Cầu nguyện Tam Bảo chứng minh và gia hộ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thành phố Hồ Chí Minh cách đây 3 ngày và hôm nào trời cũng mưa, có thể nói rằng mưa không lớn nhưng kéo dài suốt đêm và kéo dài suốt ngày. Thời gian chỉ vỏn vẹn có mấy ngày trôi qua mà chúng ta cảm thấy thời tiết không thay đổi và sức khỏe từng con người của thành phố cũng thay đổi. Thì ta nhìn lại miền Bắc quê hương của chúng ta, những người mà chịu cảnh thiên tai lũ lụt, những người không nhà không cửa, coi như không có vị để ẩm thực ăn uống, ta cảm thấy xót xa vô cùng. Cho nên vì vậy chúng ta là những người đầy đủ phước báo, chúng ta cố gắng tu hành thật tốt và để hồi hướng phước báo này, cầu nguyện cho tất cả chúng sinh có mặt trong cuộc đời này phải vượt qua tất cả những chướng duyên và cố gắng thành tựu được quả vị hạnh phúc cho hôm nay và ngày mai. Đó là ước nguyện của những người tu hành. Tôi cầu nguyện cho Phật tử mình luôn sống trong cái thế giới của sự hạnh phúc. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay với tinh thần tri ân và báo ân, đó là một chân lý mà muôn đời không bao giờ thay đổi. Khi chúng ta có mặt trong cuộc đời này rồi, chúng ta nên nhớ rằng ta thọ ân rất nhiều. Mà trong kinh Đức Phật dạy là một chúng sinh cuộc đời này, chúng ta phải luôn nhớ đến tri ân và báo ân. Đó hai việc làm lớn nhất mà chúng ta cần phải nhớ. Và hai việc làm này nó gắn liền trong cuộc đời của chúng ta từ lúc chúng ta lọt lòng và đến ngày chúng ta nhắm mắt ra đi. Và hôm nay nó ảnh hưởng tới muôn đời về sau. Nếu chúng ta có mặt trong cuộc đời này mà ta quên đi cái tinh thần tri ân và báo ân, đó là quên đi cái nhân cách và đạo đức của một con người sống trong cuộc đời này. Cho nên Phật tử mình á, có những giây phút mà chúng ta hồi tưởng về cái lời của Đức Phật dạy trong thánh điển tuyệt vời vô cùng. Đức Phật là một con người có thể nói là sự hiểu biết của Ngài vượt cả thời gian và không gian, cho nên cái tầm nhìn của Ngài nó xuyên thấu quá khứ, hiện tại và vị lai. Và Ngài đã để lại một bài học muôn đời cho chúng ta. Và hôm nay chúng ta là những người thừa kế sự nghiệp của Đức Phật, chúng ta phải làm thật tốt để nó không phụ lòng hoài bão của Đức Phật và không phụ sự hy sinh của Đức Phật suốt cuộc đời của Ngài cũng vì hạnh phúc của chúng sinh trong cuộc đời này. Cho nên chúng ta cần phải hiểu, phải biết và thực hành một cách nghiêm túc. Đó là cái cách tri ân và gì? Báo ân của người con Phật. Thu về cái thế giới mà chúng ta hiện nay đang sống thì Tam Tạng Thánh Giáo của Đức Phật, bất cứ bộ kinh nào, nó cũng không tách rời cái tinh thần tri ân và báo ân của Đức Phật. Nhưng ở trong kinh Tâm Địa Quán thì dành cái thời gian để chia sẻ nhiều hơn các bộ kinh khác.
Cho nên chúng tôi rút ra từ bộ kinh này để cho quý Phật tử có một cái gì, một cái nhìn về cái lời dạy của Đức Phật. Mặc dù cái lời dạy đó cách đây hơn 2600 năm, nhưng chúng ta lật đi và chúng ta xem lại, nó luôn luôn ở bên cạnh chúng ta. Và nếu chúng ta biết thực hành nó thì nó đi theo cuộc đời của chúng ta, nó sẽ đem lại hạnh phúc cho chúng ta thật nhiều. Đó là cái điều chúng ta phải biết. Cuộc đời á, đau khổ hay bất hạnh, an vui hay hạnh phúc là hoàn toàn do chính mình. Khi mình cảm giác được cái điều đó, mình hiểu được cái điều đó, thì tự nhiên cuộc đời mình sẽ hạnh phúc. Còn nếu ta không hiểu được điều đó, ta dẫm lên những điều đó là ta hủy hoại hạnh phúc của mình. Chứ thật sự trên cuộc đời này không có ai hủy diệt hạnh phúc của người khác, ngoại trừ mình tự hủy diệt hạnh phúc của mình mà thôi. Cho nên chúng ta là người Phật tử. Phật tử, ta nói một cái từ dễ hiểu nhất, Phật tử là con của Phật. Nếu là con của Phật thì ta phải giống như Đức Phật thì mới là con của Phật. Nhưng mà chúng ta tưởng tượng tự hào mình là Phật tử, nhưng người ta đặt dấu hỏi rằng mình có giống như Đức Phật hay không, thì cái điều đó chưa ai dám cả. Thì ta thử một lần xem có giống hay không, phải không? Ta không dám tự hào mình là con vua, nhưng mà thuộc về cháu của vua thì chắc có lẽ mình có, phải không? Cho nên mình cũng may mắn, không con thì cháu, phải không? Vô tử thì vượng tôn, phải không? Cho nên mình cũng là con cháu của gì? Của vua. Thì phải sống nó cao thượng, phải không? Sống cho nó gì? Có giá trị trong cuộc đời này. Cho nên chúng ta cần phải hiểu, phải biết. Tức Phật nói tri ân và báo ân, đó là một trách nhiệm và bổn phận mà chúng ta phải phần thực hiện. Và mỗi người phải luôn luôn nhìn lại trách nhiệm và bổn phận của mình khi có mặt trong cuộc đời này. Căn cứ vào trong kinh Tâm Diệu Quán, cái ân thứ nhất mà chúng ta cần phải thực hiện đó là cái lời dạy của Đức Phật, đó là ân cha mẹ. Cái điều đó chúng ta cần phải biết. Và nếu ai là Phật tử thì qua mỗi mùa Vu Lan ta đều cảm nhận được cái điều này. Nhưng ta có thực hiện được cái lời dạy này của Đức Phật hay không, cái điều nó mới quan trọng. Cho nên hôm nay nhân cái đề tài này, ta cũng dành một phút để ôn lại cái tinh thần tri ân, rồi chúng ta mới nói đến cái việc mà báo ân. Ta phải biết tri ân rồi mới báo ân được, chứ ta chưa biết tri ân thì lấy gì để báo ân, phải không? Tri ân thì phải cho nó rõ ràng, chính xác, cho nó đầy đủ, để tạo thành một hạnh phúc cho cái người họ cảm nhận được cái tinh thần tri ân của mình. Hôm nay chúng ta có mặt trong cuộc đời này, ta đặt dấu hỏi tử rằng nếu không có cha mẹ thì ta không có mặt trong cuộc đời này. Chúng ta nên nhớ. Cho nên hôm nay mình đã có mặt trong cuộc đời này, điều trước tiên ta phải nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Đó là điều không thể thiếu. Chúng ta nên nhớ rằng dù ở góc biển chân trời nào đi nữa, chúng ta cần phải nhớ. Bởi vì không có người sinh ra mình thì không có mình. Cho nên hôm nay đã có mình rồi thì người ta phải cúi đầu và cảm ơn người đã sinh ra mình. Còn sự nuôi dưỡng lớn con theo thời gian năm tháng, quý Phật tử nên nhớ rằng có những người trực tiếp được nuôi dưỡng và có người gián tiếp được nuôi dưỡng. Nhưng công sanh và công dưỡng nó cũng tương quan với nhau, cũng tương đồng với nhau. Cho nên ta phải tôn kính những cái con người đó một cách tuyệt đối. Và chúng ta đừng bao giờ làm tổn thương những người đó. Bởi vì khi họ sinh ra mình đó, chúng ta nên nhớ rằng không đơn giản. Như kinh Báo Hiếu Đức Phật có nói rằng, khi là một giọt máu ta đi vào trong bụng mẹ, và theo thời gian năm tháng lớn lên và trưởng thành, là người mẹ phải chịu biết bao nhiêu nhọc nhằn, khó khăn vất vả, và hy sinh tất cả những niềm vui của mình, cái sự an lạc của mình dành cho gì? Cho giọt máu của mình. Và đến khi đủ năm đủ tháng chúng ta bước ra khỏi bụng mẹ, rồi chúng ta mới gì? Chúng ta mới tung hoành ngang dọc, phải không? Ta làm cha mẹ còn khổ nhiều hơn lúc còn ở trong bụng mẹ. Chúng ta nên nhớ, nào đòi ăn, đòi uống, đòi ngủ, đòi đi, đòi đứng, đòi nằm, cái gì ta cũng đòi hết. Mà cái đòi hỏi của mình đó, bằng tiếng khóc, ta la, ta hét, phải không? Ta làm đủ chuyện hết. Cho ta không bao giờ nghĩ tới điều đó. Cho nên ta phải nghĩ tới điều này, ta mới thấy xót thương những con người đó. Làm gì thì làm, nhưng mà đối với tình mẫu tử đó, chúng ta nên nhớ, nó có một cái gì thiêng liêng và cao quý nhất mà chúng ta cần phải nhớ và phải thực hiện. Đó là nói lúc chúng ta còn trẻ, còn nhỏ. Khi mà theo thời gian năm tháng lớn lên trưởng thành, có những người họ tỉnh thức sớm thì cha mẹ đỡ buồn phiền hơn, còn họ tỉnh thức mà chậm hơn thì làm cha mẹ gì còn nhọc nhằn gấp đôi. Cái nhọc nhằn khi còn ở trong bụng mẹ nó cũng nhẹ nhàng hơn khi bước ra khỏi bụng mẹ.
Nhưng bước ra bụng, thoát ra khỏi bụng mẹ rồi, cái sự nhọc nhằn nó gấp đôi ở trong bụng mẹ. Nhưng mà lớn lên trưởng thành nó gấp mấy lần mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Đi phải trông, phải ngóng, phải chờ, phải đợi, rồi không biết rằng cuộc đời tương lai nó sẽ như thế nào, biết bao nhiêu, phải không? Cái sự lo lắng của người cha và người mẹ đối với gì? Đối với người con. Chúng ta cứ ngẫm nghĩ lại, ta đọc những kinh điển mà Đức Phật ghi lại cho chúng ta biết rằng, để chúng ta cảm nhận rằng cái tình thương của cha và mẹ đối với chúng ta nó vô bờ bến. Trên một câu chân lý ca dao Việt Nam mà chúng ta phải gì? Phải nhớ. Có nghĩa là công cha thì như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đầu con. Cái câu này đó có thể nó nằm lòng từ lúc chúng ta mới gì? Mới vừa trưởng thành và lớn lên theo thời gian năm tháng. Nhưng chưa bao giờ ta đặt dấu hỏi rằng ta có thấy núi Thái Sơn chưa? Ta có thấy nước trong nguồn chưa? Ta chưa bao giờ thấy điều này. Mà ta chỉ học qua lý thuyết mà thôi. Cho nên cần, phải không? Cần phải đến một lần để cảm giác được cái ngọn núi nó cao cỡ nào, và dòng suối nguồn nó rộng bao la tới mức độ nào, thì ta mới hiểu được cái tình thương của cha và mẹ thật sự là vô bờ bến. Có ai, phải không, đã từng đi tham quan và từng tìm hiểu, ta sẽ thấy rằng người xưa khi họ đưa ra một cái lời dạy mà ta tạm thời gọi là chân lý của thế gian pháp, nó cũng đủ thức tỉnh con người của mình rồi. Chứ ta chưa nói rằng xuất thế gian pháp là đưa con người đến sự giải thoát, an lạc và hạnh phúc. Nhưng chúng ta cần phải nhớ, đó là những cái bước đầu tiên trong cuộc đời mà ta gì? Ta thọ ân. Và ta cần phải nhớ mãi, để rồi đến lượt chúng ta bước sang cái giai đoạn làm cha và làm mẹ, thì mình mới tổng hợp được tất cả những gì của thời mình đi qua rồi, mình mới điều chỉnh lại để giúp cho con của mình, phải không, lớn lên trưởng thành và thành công nhiều hơn và tốt đẹp nhiều hơn, là cái điều chúng ta cần phải nhớ. Mặc dầu trong kinh Đức Phật có nói rằng có những điều căn bản gọi là báo ân, chúng ta phải nhớ luôn giữ cái tâm hồn hiếu tâm, hiếu kính, hiếu dưỡng và hiếu đạo. Đó là những cái điều căn bản mà chúng ta cần phải nhớ. Nếu người nào không giữ được những ý niệm này trong tâm hồn của mình, xem như bất hiếu nha. Bất hiếu thì nó không thể nào thành tựu được bất cứ một việc gì trong cuộc sống. Bởi vì Đức Phật dạy hiếu tâm chính là Phật tâm, hiếu hạnh là Phật hạnh. Chúng ta muốn vào thế giới chư Phật, trước tiên phải hiếu kính với cha mẹ. Cho nên Đức Phật có dạy rằng sinh ra đời không gặp Phật, khéo thờ cha mẹ tức là thờ Phật. Như vậy cha mẹ chính là vị Phật hiện tại trong cuộc sống của mình. Nếu biết tôn thờ cha mẹ của mình là ta đã tôn thờ Đức Phật của hiện tại và cho mai sau. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta cần phải nhớ Đức Phật chỉ gom gọn giữ được tâm hồn hiếu kính, hiếu tâm, và hiếu dưỡng và gì? Hiếu đạo. Nhưng mà hiếu dưỡng ở đây chúng ta cần phải nhớ, hiếu dưỡng có nghĩa là chăm sóc cha mẹ của mình. Chăm sóc thì chúng ta nên nhớ rằng mỗi người có một phước duyên khác nhau, không ai giống ai, mỗi người chăm sóc một cách khác nhau. Những người mà có phước báo trong cuộc đời này đó, họ đầy đủ, trên họ có lối chăm sóc khác nhau. Còn những người không có đầy đủ phước báo thì họ chăm sóc là thiếu thốn nhiều hơn. Nhưng cái quan trọng nhất trong cuộc sống là như thế này, có nghĩa là chăm sóc bên cạnh cha mẹ, lo lắng những việc nặng nhọc, những việc khó khăn, những việc vất vả, vân vân. Đó là cái điều chúng ta cần phải nhớ. Chúng ta cố gắng làm như thế nào đó mà cha mẹ cảm thấy rằng khi mình ở bên cạnh cha mẹ là cha mẹ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Đó là điều trước tiên. Đừng bao giờ ta làm bất cứ một cái điều gì mà làm tổn thương cái người sinh ra mình, thì có thể nói rằng cuộc đời mình nó đầy sự thất bại. Cho nên cần phải nhớ đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Cái chuyện đó nói thì dễ, chứ thực hành không phải dễ. Cho nên ca dao Việt Nam có những câu tuyệt vời: con thương cha mẹ nó khác với cha mẹ thương con, phải không? Cha mẹ thương con thì không kể gì, không kể gì, còn con nuôi cha mẹ gì? Cái cuộc đời là như vậy. Thì mình nghĩ rằng đó, mình tri ân và báo ân cái nỗi gì? Mình chỉ ganh tị với nhau thôi, rồi mình đổ lỗi cho nhau.
Khi cha mẹ chăm sóc một đàn con 10 người thì thương đồng bộ hết, nó tuyệt vời ở chỗ đó. Mà 10 người con chăm sóc cha mẹ mình thấy có đầy đủ, có đồng bộ không? Lịch sử bên ngoài nó đã ghi lại cho chúng ta quá nhiều cái hình ảnh này rồi. Cho nên hôm nay ta là người Phật tử, ta tự hào là con Phật. Mình cố gắng làm thật tốt cho vai trò của mình. Nhớ điều này, đừng bao giờ làm tổn thương người sinh ra mình thì không còn ý nghĩa gì cả. Dù một lời nói, một cử chỉ, một hành động trong cuộc sống, chúng ta phải tạo cái niềm vui, sự an lạc và hạnh phúc thì mới gọi là báo ân. Còn nếu ta vô tình đem một nỗi buồn đến cho họ thì cuộc đời mình như kết thúc, nó không làm được gì cả. Và cái việc gì nó cũng vậy thôi, nó nhân và quả đi đôi trong cuộc đời của mình. Cho nên Phật tử phải nhớ điều này. Nếu nói về cấp độ hiếu dưỡng, ta phải chăm sóc một cách trọn tình, trọn nghĩa. Và tuyệt đối chúng ta không làm tổn thương về phương diện gì, nội tâm cũng như là ngoại cảnh cuộc sống, để giúp cho cha mẹ mình khỏe mạnh và có thể nó trường thọ, và cuộc sống sẽ bình yên hơn. Đó là về góc độ hiếu dưỡng mà Đức Phật đã giảng dạy ở trong gì? Ở trong thánh điển. Còn về góc độ mà Đức Phật nó hiếu tâm, chúng ta nên nhớ rằng tâm hồn mình nên nhớ rằng mình phải luôn để hình bóng của cha mẹ mình ở bên cạnh, thì chúng ta mới nhớ rằng cái hình bóng nó luôn che chở cho mình và lúc nào cũng gì cũng bảo bọc mình và chăm sóc mình, và có thể hy sinh cái cuộc đời của họ cho mình. Cho nên trong tâm hồn mình đó, để nó trang nghiêm thanh tịnh và nó thành tựu được gì cái Phật quả mà chúng ta ước mơ đó, thì ngoài hình bóng cha mẹ, chúng ta không nên thay thế bằng một hình bóng khác. Bởi hình bóng khác nó luôn luôn đem đến sự gì thất vọng cho chúng ta, đem đến sự phiền não cho mình, đem đến sự đau khổ cho mình. Bởi vì niềm vui nó luôn luôn đi đôi với gì, với bất hạnh, và cái chuyện đó nó luôn luôn gì ở bên cạnh mình. Còn cha mẹ mình trong cuộc đời này chỉ là người đem hạnh phúc cho con mà thôi, không bao giờ đem đau khổ cho con của mình. Cho nên ta phải hiểu điều đó. Cho nên trong tâm hồn của mình, cái hình bóng cha mẹ là trên hết. Giống như hôm nay chúng ta là Phật tử, là đệ tử của Đức Phật, hình bóng Đức Phật lúc nào cũng hiện trong tâm hồn của mình. Bởi hình bóng đó là một con người hoàn hảo và toàn diện, một tấm gương sáng cho chúng ta hôm nay và mãi cho tới muôn đời về sau. Cho nên chúng ta học Phật thì phải làm cho giống Phật, và tất cả những gì trên cuộc đời mà Đức Phật đã để lại cho mình, mình phải cố gắng làm cho thật tốt. Đức Phật khi thành tựu thánh quả rồi, Ngài cũng dành thời gian trở về quê hương để hóa độ cho vua cha, phải không? Lên tận cung trời để hóa độ cho mẹ. Và Ngài làm trách tròn trách nhiệm cho bổn phận của một người con trước khi Ngài gì đi suốt cuộc đời mình trên bước đường hoằng pháp rồi sinh. Chúng ta nên nhớ rằng chúng ta không có thời gian dài ở bên cạnh cha mẹ. Khi còn trẻ còn nhỏ, cái lúc nào mà ta làm phiền cha mẹ nhiều nhất thì ta ở bên cạnh, lúc nào ta đầy đủ là ta chia tay cha mẹ ngay tại chỗ, là cuộc đời là nó như vậy đó. Cho nên chúng ta nghĩ rằng sống bên cạnh cha mẹ không có dài, không có lâu và không có nhiều, và lâu lâu ta mới về thăm một lần, thì rất là điều đó chúng ta so với cái thời gian những con người này họ chăm sóc cho mình nó quá dài, nó quá lâu, và cái tình thương của họ đó có thể nói rằng không có ai có thể so sánh với họ. Cho nên chúng ta cần phải cố gắng làm được cái điều này mà trong thánh điển Đức Phật dạy. Còn hiếu kính, chúng ta phải nhớ rằng lúc nào ta cũng kính trọng cha mẹ của mình. Cha mẹ của mình á, dù là gì đi nữa, ta cũng phải không phải một bậc thánh nhân toàn diện, và ở trong cuộc sống á, nó qua nhiều giai đoạn và qua nhiều cái thời kỳ khác nhau. Cho nên cái sự hiểu biết của cha mẹ mình nó còn nằm ở trong một thế giới nhất định của nó. Cho nên 100 năm trước nó khác 100 năm sau, và 100 năm sau nó khác 100 năm về sau. Cho nên cái sự hiểu biết của cha mẹ mình nó cũng còn hạn chế vô cùng trong cái thời gian và không gian đó. Nhưng mà ta phải hiểu biết rằng cái thời điểm đó là chính xác và có thể nói là đúng 100%. Nhưng 100 năm sau thì có thể thay đổi, và 1000 năm sau nó có thể đảo nhiều hơn. Cũng như ca dao Việt Nam từng nói rằng cá không ăn muối cá ươm, phải không? Còn con cãi cha mẹ gì, có chắc chắn là trăm đường con hư không? Phải không? Như vậy sự thay đổi thời gian năm tháng là do thời điểm cha mẹ mình là cái thời cổ đại, dứt khoát nó phải đúng với nó. Và cái thời chúng ta là thời hiện đại, và thời sau này nữa ta không biết. Nhưng hôm nay ta phải xây dựng một thế giới thật tốt đẹp để cho ngày mai, phải không? Ta mới gì? Ta mới cho một gì? Một cái thế hệ sau nó hoàn hảo nhiều hơn. Và cũng bắt nguồn từ cái gì? Sự tôn kính cha mẹ của mình. Và đừng có thái độ xem thường cha mẹ của mình. Thôi ông bà xưa quá rồi, lỗi thời rồi, phải không? Đừng có phát biểu linh tinh nữa. Không, không có những con người này á, thì nó không có những cái kho tàng trí thức để lại cho mình đâu.
mà chúng ta cần phải gốc nhận tất cả những ý kiến đó để làm một bài học cho chính bản thân mình, và mình truyền đạt để cho gì, cho cái lớp sau, để nó hiểu rằng nhờ những cái lời dạy này và những cái nguyên tắc khắc khe này mới đào tạo được những con người này của từng thế hệ, từng giai đoạn. Nếu ngày xưa nó không có giá trị của nó thì nó không tồn tại tới ngày hôm nay. Và ngày hôm nay mặc dầu xã hội đổi mới, cái thời hiện đại của mình nó khác, nhưng ta cũng kết hợp cái quá khứ với cái hiện tại để xây dựng một thế hệ tương lai nó sẽ tốt đẹp hơn cả 100.000 lần sau. Đừng bao giờ cố chấp. Thời gian mà vô thường, khổ không và vô ngã, nó không có gì là thật cả. Mà nếu có gì thay đổi nó tốt đẹp hơn, chúng ta nó cúi đầu và chấp nhận. Nhớ nha. Nhưng đừng xem thường cái nhìn gì của quá khứ, và đừng bao giờ có thái độ khinh thường lên một sự thiếu sót bản thân mình, mất đi gì tấm lòng hiếu kính của bản thân mình. Và cái ý thứ tư ở trong cái phần là ân cha mẹ, chúng ta phải biết rằng thứ tư Đức Phật dạy là hiếu đạo. Tất nhiên rồi, chúng ta là người tu hành, cho nên chúng ta phải hướng thiện cha mẹ mình trở về thế giới tu hành. Để gì sau? Để khi mà chúng ta hết cái duyên ở trần gian này rồi đó, cái duyên chúng ta gặp nhau là mẫu tử tình thâm, giống như thân bằng quyến thuộc, có nghĩa là hoàn toàn là có cái duyên lành của nhiều đời nhiều kiếp trước, cho nên hôm nay chúng ta mới hội ngộ với nhau. Thì hôm nay sống hết kiếp người là mỗi người mỗi ngã, ta chia tay, nhưng ta muốn để lại cho cha mẹ mình một ấn tượng tốt trong cuộc đời. Là nếu một ngày nào có duyên lành, ta hướng thiện cha mẹ mình, quy y Tam Bảo nhau và thọ trì ngũ giới. Bởi vì Đức Phật dạy trong thánh điển rằng tam quy và ngũ giới đó là cái nhân giải thoát cho hôm nay và muôn đời về sau. Đó là những tài sản, sự kính trọng nhất trong cuộc đời mình, mà mình gì? Mình kính dâng lên cha mẹ của mình. Dù cha mẹ mình có khó khăn như thế nào đi nữa, ta cố gắng thuyết phục cha mẹ mình quy Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Vì Tam Bảo đó là hiện thân của gì? Cái nhân giải thoát. Có quy Phật, có quy Pháp và có quy Tăng, ta thấy mấy cuộc đời mình an lạc, hạnh phúc nhiều hơn. Cho nên mình phải thưa với cha mẹ và trình bày cho cha mẹ hiểu. Và nếu có thời gian, ta đưa cha mẹ đi đến để nghe Pháp, để giúp cha mẹ mình gì? Được giải tỏa những gì ở trong tâm hồn của mình mà cảm thấy gì? Chưa có niềm tin nơi gì? Nơi Phật Pháp. Đó là điều chúng ta phải nhớ. Và mỗi lần như thế, ta phải tạo cái niềm vui cho cha mẹ của mình nhiều hơn. Bởi vì muốn thuyết phục mọi người đi trên con đường giải thoát không đơn giản, mà nhất là những người sinh ra mình. Đấy, cái điều đó ta phải hiểu, phải biết, và phải cố gắng làm thật tốt. Cứ mỗi lần gặp cha mẹ của mình hay là tiếp xúc cha mẹ của mình, chúng ta luôn luôn có một nụ cười trên môi và một hành động hết sức là gì? Khiêm tốn, để tạo cho cha mẹ mình một cái đức tin về gì? Phật Pháp. Người con Phật phải luôn như vậy, luôn đem hạnh phúc cho tất cả những người xung quanh, mà nhất là cái người sinh ra mình. Mình không đem được hạnh phúc cho người đó thì lấy tư cách gì mình đem hạnh phúc cho người khác? Cái người thân của mình còn chưa chia sẻ được thì mình lấy cái gì để chia sẻ cho người khác? Cho nên cha mẹ mình thương mình là mình phải thương yêu lại cha mẹ của mình. Cái đó là điều tất nhiên, chúng ta đừng bao giờ đặt dấu hỏi tại sao. Và cái điều chúng ta cần phải nhớ thế này nè, và cái điều Đức Phật đặt cho chúng ta nhớ là khuyên cha mẹ nên gì? Nên thọ ngũ giới đi. Bởi ngũ giới chính là phước báo, mà chúng ta nếu không có thọ ngũ giới thì cuộc đời này á, nó sẽ thành gì? Buồn bã và thất vọng. Mặc dầu ta nói là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, đó là năm phước báo mà trần gian Phật tử cần phải hiểu, phải biết, và phải thưa cha mẹ, trình bày cho cha mẹ và thuyết phục cha mẹ để gì? Để đón nhận những cái phước báo. Hôm nay là nhân, ngày mai sẽ là kết quả. Bởi vì nếu cha mẹ không sát sanh, ta nói thẳng là không cướp đi mạng sống của gì? Của chúng sinh khác, thì chắc chắn cuộc đời cha mẹ mình sẽ hạnh phúc vô cùng. Một là tuổi thọ sẽ được tăng trưởng, cuộc đời sẽ được khỏe mạnh. Mà sống được cuộc đời này, người ta cần nhất là tuổi thọ và sức khỏe. Mà nếu có tuổi thọ và sức khỏe, ta làm việc gì cũng thành công. Mà nếu không có tuổi thọ, không sức khỏe, ta không làm được việc gì trong cuộc đời này cả. Nhìn nhớ, cho nên thuyết phục cha mẹ mình thọ giới để gì? Để đền ân và gì? Đáp nghĩa đối với chúng ta. Còn giới thứ hai là không trộm cắp. Sống được cuộc đời này đó, ta đừng cướp đi cái sự giàu sang của người khác, thì cuộc đời cha mẹ mình sẽ gì? Sẽ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Sinh ra cuộc đời này cái gì ta cũng có cả, phước báo, cơm ăn áo mặc, nhà cửa, thấy không? Tất cả kẻ hầu người hạ đều có. Đó là cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thể hiện qua. Suốt cuộc đời Ngài chưa bao giờ nhận của người khác,
và không bao giờ cướp đi của người khác. Do nó sanh ra được làm vua, đó là một phước báo. Có thể nói là chúng ta không nghiên cứu về trong kinh nghiệp báo sai biệt Đức Phật có dạy. Nếu muốn đời sau giàu có sang trọng thì đừng bao giờ cướp đi của người khác. Cướp bằng nhiều cách, gian dối, lừa đảo, chiếm đoạt bằng gì? Bằng quyền lực, bằng sức mạnh, vân vân. Những điều đó Đức Phật dạy tuyệt vời. Nếu ta không dẫm lên nó thì cuộc đời chắc chắn mình sẽ phước báo để hưởng. Còn thứ ba, Đức Phật nói muốn sanh ra một cuộc đời đó, phải không? Được một con người hoàn hảo trong cuộc đời này, có thể nói là tốt đẹp nhất, thì ta phải sống trọn đời dân, trọn tình, trọn nghĩa, chọn chung, chọn thủy, dân, chọn hiếu, chọn trung gì đó. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả những phước báo này nó tạo thành một con người hoàn hảo. Đức Phật nói rằng sở dĩ ta có 30 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, đó là do phước báo của ta nhiều đời nhiều kiếp. Ta sống trọn tình, trọn nghĩa, nhớ nha, chọn chung, chọn thủy, phải không? Chọn hiếu, chọn trung, phải tình người, thân bằng quyến thuộc, phải không? Tất cả ở trong thế gian này Đức Phật đều thốt lên một câu, đều là thân bằng quyến thuộc của ta. Ta thấy tuyệt vời không? Mình có làm được điều này hay không? Chỉ một ý niệm như thấy, để cho thấy rằng cuộc đời Đức Phật nó tuyệt vời vô cùng. Tất cả chúng sinh trong cuộc đời này đều là thân bằng quyến thuộc của Đức Phật. Và hôm nay mình là đệ tử của Đức Phật rồi, những người xung quanh mình hoàn toàn là thân bằng quyến thuộc của mình, cũng nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên hôm nay ta mới hội ngộ nhau chỗ này, bởi vì ta hội ngộ trong cái thế giới tu hành. Và nếu đời trước chúng ta đã từng hội ngộ với nhau cũng trong thế giới người tu hành, mà nếu chúng ta tiếp tục tu hành thì đời sau chắc chắn mình sẽ gì? Sẽ gặp nhau. Bởi vì nhân và quả nó luôn luôn gì? Nó đi đôi với nhau. Đức Phật có nói mà giả sử bá thiên kiếp sở tất nghiệp bất vong, nhân duyên hộ ngộ, thì ta thường gặp nhau trên bước đường tu học. Cho nên hôm nay ta gặp nhau rồi, ta cố gắng tu thật tốt đi, để đời sau ta gặp nhau ta sẽ hạnh phúc nhiều hơn. Đừng có những cái trường hợp ta xảy ra, nhớ, ta ganh tị rồi ta hơn thua, để ta tự hủy diệt, nhớ nha, cái cuộc đời của mình. Đức Phật nói đứng về góc độ Phật tính thì người nào cũng xinh đẹp cả. Và hôm nay đó, tại sao sanh ra cuộc đời này có những người xấu thì xấu quá đi, có người đẹp thì đẹp quá đi. Ta đặt câu hỏi tại sao? Tại vì tự mình hủy diệt thôi, chứ không ai hủy diệt của mình cả. Một là không trọn tình trọn nghĩa, không trọn trung trọn thủy, không trọn hiếu và trung cho nước. Cho nên cuộc đời mất tất cả là do mình tự mình hủy diệt mà thôi. Cho nên ta đọc lại kinh nghiệp báo sai biệt, ta sẽ thấy rằng Đức Phật dạy rất rõ. Cho nên những con người mà lãnh đạo là có con người phải gì? Trung hiếu, phải đi đầu. Nhớ nha, sống trong gia đình phải trọn tình trọn nghĩa, sống với đồng đạo phải gì? Phải không? Sống với trang hòa và tôn trọng lẫn nhau. Đó là thế giới hạnh phúc của mình, và cũng chính là phước báo của mình. Ta hủy diệt chứ không ai hủy diệt của mình cả. Cho nên hôm nay ta là những người Phật tử học giáo lý của Đức Phật, ta phải đưa vào cái đời sống tu hành của mình. Nhớ nha, đừng quên mất là ta tự hủy diệt cuộc đời của mình. Ta bước sang cái thế giới thứ tư là Đức Phật dạy rằng chúng ta có một quyền lực phải ở trong cuộc đời đó, thì chúng ta nên nhớ rằng đừng bao giờ ganh tị hơn thua, đừng gian dối và lừa đảo, đừng bao giờ xảo trá, đừng bao giờ gạt gẫm lẫn nhau, phải luôn tôn trọng nhau trong cuộc sống. Thì tự nhiên cuộc sống của mình sẽ có một sức mạnh, mà sức mạnh đó là sức mạnh của quyền lực. Một con người tốt tự nhiên cái quyền lực nó tỏa sáng ra trong cuộc đời. Nhớ nha. Cho nên ta nhìn lại những cái gương người xưa đó, được gì? Lập đền thờ để thờ, lập miếu để thờ, là những con người hoàn toàn có thể nói rằng ta cúi đầu và kính phục những con người đó. Họ tốt nhiều mặt mà xã hội phải thì họ chấp nhận. Và hôm nay ta là thế hệ sau, ta cần phải học hỏi họ. Ta đến thắp cây nhang, thấy không, ở trên cái đền thờ của họ, trên cái miếu của họ, ta phải cúi đầu và cảm ơn họ. Họ là làm rạng danh một cái giai đoạn ở trong lịch sử quá khứ, và để làm tấm gương cho đời sau. Hôm nay ta thắp hương mà ta không biết gì về con người đó, là một thiếu sót và thiệt thòi cho mình rất nhiều. Cho nên chúng ta cần phải hiểu, cần phải gì? Cần phải tìm để biết đó. Rồi người ta gì? Ta cắm một nén hương lên, là tất cả lòng thành kính mình hướng về đó. Bởi vì sao? Biết tôn trọng người trước thì phước báo nó sanh ra đời người sau. Người ta không biết về người trước thì người trước không thể nào chia sẻ gì được cho mình người sau. Cho nên chúng được cần phải nhớ. Và hôm nay đó, chúng ta là cái thế hệ của đời sau, có giai đoạn hiện đại hóa rồi. Cho nên những cái lỗi lầm chúng ta dễ xảy ra, một chút ganh tị với nhau,
là chúng ta xóa sạch tất cả những phước báo của bản thân mình. Cho nên đừng bao giờ vì một cái hiềm tị quá nhỏ nhặt mà nó hủy diệt phước báo của cuộc đời tu hành của mình, là cái điều đó cần phải nhớ. Tất cả điều này chúng ta phải tự xóa sạch từ trong tâm hồn của mình. Đừng để cho nó gì, đừng để cho nó trồi lên và nó hủy diệt cuộc đời của mình. Ta bước sang thế giới thứ năm. Đức Phật nói rằng cái giới thứ năm là cái giới quan trọng. Sanh ra cuộc đời mình phải thông minh. Nếu mà không thông minh thì thua rồi. Thông minh thì có trí tuệ. Những cái việc làm này chúng ta cần nhớ. Vì hôm nay Phật tử mình là những gương mặt thông minh vô cùng. Có nghĩa là hôm nay là cái ngày tu an lạc. Mà nếu những người nào thật sự an lạc mới gọi là thông minh, phải không? Ta không giờ đặt vô hỏi rằng nếu an lạc, ta phải an lạc ta mới vào đây được. Tạm thời nói an lạc là thế giới của Niết Bàn thu hẹp. Ta vào trong thế giới này, ta phải để tâm hồn của ta hoàn toàn thanh tịnh. Từ thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, chúng ta tạo thành một phước báo cho bản thân mình. Đó là điều ta phải nhớ. Bởi vì sao? Cái năm phước báo này Đức Phật đã dạy rồi. Cho nên sống cuộc đời không ăn chơi trác táng, không cờ bạc rượu chè, không làm những điều xấu trong xã hội, thì tự nhiên cái phước báo sẽ đến với mình. Thường nếu ta rơi vào những trường hợp này rồi là cuộc đời chúng ta như kết thúc, không còn gì nữa. Đó là hoàn toàn tự mình hủy diệt của mình. Cho Đức Phật nói rằng mình có hướng thiện cha mẹ và thuyết phục cha mẹ để gì? Để thọ tam quy và trì ngũ giới. Đó là một cách tri ân và báo ân của người con Phật đối với gì? Hai đấng sinh thành của bản thân. Còn cái thứ hai đó là ân tam bảo. Chúng ta nên nhớ rằng ân tam bảo là cái điều quan trọng. Hôm nay trên bước đường tu học của chúng ta, nếu như không có Đức Phật sanh ra cuộc đời này, không có sự hy sinh của Đức Phật, thì ai tìm ra đạo Phật, ai tìm ra chân lý để giúp chúng ta tự tin hơn trên bước đường tu học? Hôm nay chánh pháp đã có rồi, giáo pháp đã có rồi, và người hướng dẫn cũng đã tồn tại cuộc đời này thôi. Chúng ta chỉ dành thời gian mà thôi, dành thời gian mà tu tập thôi. Có nghĩa là sự hy sinh của Đức Phật suốt đời, mặc dù là con vua, phải không, từ bỏ tất cả để gì? Để tìm cái sự giải thoát cho gì? Cho tất cả chúng sinh cuộc đời này. Đó là một sự hy sinh mà chúng ta nói rằng không có một sự hy sinh nào có thể so sánh với Đức Phật. Vì vậy chúng ta đã được làm Phật tử rồi đó, thì chúng ta phải cố gắng, phải gì? Phải thực hiện đúng những lời dạy Đức Phật trong thánh điển, để gì? Ta tự thay đổi cuộc đời của mình nó tốt hơn và nó đẹp hơn, và có thể gì? Nó trường tồn trong cuộc sống nó dài hơn và nó lâu hơn. Bởi vì sao? Ta dễ nhận ra lắm. Nếu ta sanh ra đời hôm nay mà ta thấy có một cái chữ gì mà nó đi ngược lại với bản thân mình, cũng như chúng tôi vừa giới thiệu với Phật tử phần đầu, nếu sanh ra đời ta xấu quá là do đời trước ta sân hận quá nhiều, ta ganh tị quá nhiều, ta hơn thua quá nhiều, ích kỷ quá nhiều, cho nên ta xóa sạch nó đi thì như cuộc đời sẽ đẹp hơn. Đó là chánh pháp Đức Phật dạy như vậy. Còn mình học rồi mình có thay đổi được không? Làm hỏi lại mình đi. Nhớ nha, giáo lý chúng ta học tới ngày hôm nay có thể nó tràn bờ rồi, mà không biết tại sao mà gương mặt chúng ta vẫn còn buồn, buồn khủng khiếp, buồn còn hơn những người không đi chùa. Chúng ta nhìn lại một lần nữa đi, phải không? Đó là ta chưa thay đổi được cuộc đời của mình. Vậy mà ta cũng tự hào rằng ta đã quy y tam bảo. Đó là điều không hiểu tại sao. Có thật sự mình quy y tam bảo hay không? Quy y tam bảo phải hiểu được tam bảo là gì, phải không? Vì tam bảo là hiện thân phước báo mà. Cho nên ta quy y tam bảo mà lòng sân hận vẫn còn, ganh tị vẫn còn, hơn thua vẫn còn, tham vọng vẫn còn, thì không gọi là quy y tam bảo. Cắt đứt tất cả những đó, tâm niệm đó đi, thì cuộc đời mình khác liền tại chỗ. Cho nên những người mà nhập thất mà để tu học đó, dù là Phật tử tại gia hay là xuất gia cũng vậy, họ nhập thất một tuần, hai tuần, gặp là ba tuần, mà sau khi nhập thất xong rồi đó, họ ra khỏi thiền thất rồi, ta thấy gương mặt của họ hình như là đẹp hơn, là bị họ cắt đứt được cái khoảng thời gian đó. Nhớ nha, từ cái tham vọng, từ cái sân hận, từ cái si mê cắt đứt toàn bộ, cho nên con người họ trẻ lại nhiều hơn. Cho nên những người tu hành đó, mà thường thường đó, họ đưa vào thế giới của thiền học đó, thì họ thay đổi được cuộc đời họ nhiều hơn. Họ luôn kiểm soát cái tâm hồn của mình. Cho nên Phật tử mình trước khi mà buổi tối ta chỉ tịnh, trước khi ta đi nghỉ, thì ta dành một phút để ta xem lại từ sáng tới giờ ta có làm những chuyện gì hay không. Ta thay đổi được tại chỗ kìa, thấy không? Để kết thúc liền thì cuộc đời mình sẽ đẹp hơn. Cho nên đối với tam bảo chúng ta cần phải nhớ và cần phải gì? Phải thực hiện. Cái trên bước đường tu học của mình đó, Đức Phật dạy đó thì nó ngắn và nó gọn, nhưng mà thánh điển đại để lại đó thì nó bao la vô cùng và vô tận. Vì vậy ta phải có thời gian,
ta bỏ một thời gian, ta đọc, ta tìm hiểu. Rồi có những phần nào chúng ta cảm thấy rằng đó, nó gút mắt, phải đến hỏi các vị pháp sư, những bậc thầy, những bậc tu hành mà thành công rồi đó, thì họ giúp ta khai thị tâm hồn của mình. Mình sẽ thấy rằng mình sẽ gì tự hào nhiều hơn. Cái đó là gì? Điều chúng ta cần phải biết. Còn đối với đó, chúng ta nên nhớ rằng ân tam bảo thì nó có cái phần tuyệt vời nhất nè, đó là ân thầy. Bị ân thầy đó, cái người đi trước dạy dỗ mình để hy vọng rằng cái người đi sau sẽ tốt đẹp hơn người đi trước. Và cái thế gian pháp giờ nó cũng giống như Phật pháp. Khi chúng ta còn là Phật tử ở đời đó, thì ta cũng phải đến trường lớp từ lúc mẫu giáo cho đến ngày ta tốt nghiệp ở đời. Thì trải qua 10 năm hoặc là 20 năm gì đó, ta đón nhận rất là nhiều cái sự dạy dỗ của các bậc thầy của mình, thầy cô của bản thân mình. Có nghĩa là thế gian pháp học ở nhà trường. Rồi chúng ta học qua gì? Kinh sách. Biết bao nhiêu cái bậc gì? Bậc thầy của chúng ta, những giáo sư, phải không? Những gì mà gọi là giảng sư, những gì pháp sư. Có nghĩa là những gì mà đã ghi lại những cái tác phẩm mà ngày hôm nay họ gợi là chúng ta hiểu biết về cái quá khứ, phải không? Hiểu biết về kiến thức và tri thức của con người, chúng ta mới thấy tuyệt vời nhất. Cũng như Phật tử mình có đọc cái tác phẩm mà Việt Nam Phật giáo sử luận, ta mới thấy rằng cái tài năng của Đức Trưởng Lão Thiền Sư Nhất Hạnh nó tuyệt vời tới mức độ nào. Lịch sử thời chúng tôi học, sử là sử, luận là luận. Nhưng cái tác phẩm đầu tiên á, mà trên thế giới nó được xuất bản là vừa viết sử mà vừa luận luôn. Thế giới nó phát biểu rằng chỉ có duy nhất Việt Nam mới có Việt Nam Phật giáo sử luận. Người ta nói sử là ra sử, luận là ra luận. Hai cái tác phẩm đó nó cắt đôi. Còn riêng của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thiền Sư thì nó lại kết hợp, vừa trình bày về lịch sử của Việt Nam cũng vừa luận cho người ta biết rằng đúng hay sai và tốt hay xấu. Cái đó là một tuyệt vời nhất. Và nếu con người đó không có sự thành công về góc độ trí tuệ của họ thì họ không thể nào đem lại gì cái kiến thức cho đời sau. Chúng ta nên nhớ rằng cái con người đó ta phải học. Và trong cái phần này đó, cũng mở ngoặc và chia sẻ với Phật tử mình cái thời á, chúng ta nên nhớ rằng cái thời lý từ cách thiền sư Vạn Hạnh cho tới cái thời chúng ta hiện đại là thiền sư Nhất Hạnh, nó tròn 1000 năm. Khi chúng ta học sử, chúng ta mới đặt câu hỏi rằng như thế này: có thể nào thiền sư Nhất Hạnh là hóa thân của thiền sư Vạn Hạnh tròn 1000 năm? Có nghĩa là thiền sư Vạn Hạnh hành đạo trong gì? Trong nước. Còn thiền sư Nhất Hạnh thì hành đạo ở gì? Ở nước ngoài. Và hai cái dòng tư tưởng này để cho đi đánh dấu hai cái giai đoạn thống nhất của thời lý và gì thống nhất của thời hiện đại, và để đem lại cho gì cho thế giới một cái nhìn về gì Phật giáo Việt Nam, ta phải tự hào về, phải không, thiền sư Nhất Hạnh của mình. Nhưng mà chỗ này á, cũng thưa với Phật tử mình, tức những con người á, mà thật sự tu, thật sự học và thật sự hành đạo, họ đem lại một cái gì kết quả mà chúng ta phải cúi đầu và kính phục vô cùng. Cho nên đối với ân tam bảo, ta đừng bao giờ quên họ. Và ngày hôm nay đó, mặc dầu chúng ta là người Phật tử tại gia, ta tiếp xúc với cuộc đời nó nhiều hơn, nhưng những tác phẩm ở đời nó để lại cho chúng ta đó, nó đọc để chúng ta hiểu, tự nhiên sự thông minh của mình gì nó sẽ rộng, nó sẽ sáng hơn. Cho nên ta cần phải cúi đầu và cảm ơn những con người này, họ để lại cho chúng ta gì những cái giá trị về trí tuệ. Mà gì? Mà suốt cuộc đời của họ chỉ lưu lại một tác phẩm duy nhất, mà ta đọc chỉ 1 giờ đồng hồ là ta gom gọn hết cuộc đời họ vào trong tâm hồn mình. Cho nên ta phải cúi đầu và cảm ơn họ. Đấy, trên một giảng sư mà ngồi trên pháp tòa này là học rất là nhiều qua trường lớp, biết bao nhiêu vị giảng sư tên tuổi. Và hôm nay là ngồi trên pháp tòa để chia sẻ với quý Phật tử, đó là tổng hợp của một thế hệ của tất cả bậc thầy, nghe không? Rồi các huynh đệ, vì hôm nay mới chia sẻ của quý Phật tử. Có nghĩa là mỗi giai đoạn nó đều có cái giá trị của nó. Cho nên cúi đầu cảm ơn chư Phật, phải không? Rồi chư gì? Các vị ân sư của mình. Và đến cái thời hôm nay là các bậc thầy của mình, đừng bao giờ quên điều đó. Thì ta mới gọi là tri ân và gì? Báo ân. Còn cái thế giới thứ ba chúng ta nè, chúng ta nên nhớ rằng đó là ân tổ quốc. Chúng ta sống như thế này đó, chúng ta sẽ đặt chân lên cái đất nước này, phải không? Thì chúng ta nên nhớ rằng cần phải có nơi chúng ta sinh hoạt để ta tồn tại trong cuộc đời này, đó là gì? Là đất nước và con người. Cho nên hôm nay
sống trong cái thế giới an lạc, hòa bình và hạnh phúc. Ta lật lại lịch sử đi, từ khai thiên lập địa cho tới ngày hôm nay, có nghĩa là biết bao nhiêu người đã gì, họ đang ngã xuống để bảo vệ độc lập, tự do, hộ quốc từng giai đoạn với nhau. Nhưng ở đây chúng ta chỉ chia sẻ về góc độ những con người nào bảo vệ tổ quốc, phải không, bảo vệ người dân và bảo vệ hạnh phúc cho tất cả gì, tất cả dân tộc ở trên quốc gia đó, đất nước đó. Ta phải cúi đầu và cảm ơn người đó. Cho nên hôm nay từ đầu đất nước cho tới cuối đất nước, bất cứ coi là coi như nơi nào cũng có đền đài những anh hùng và những cái liệt sĩ. Cho nên quý Phật tử mình có đi tham quan hoặc đi du lịch đâu đó mà ta thấy rằng nó gần với những cái nơi đó, ta phải đến đó để thắp một nén hương, cúi đầu và cảm ơn họ. Họ đã ngã xuống vì độc lập tự do của tổ quốc. Chúng ta phải tri ân họ và cảm ơn họ. Họ hy sinh hết cái cuộc đời thanh xuân của họ để độc lập tự do hạnh phúc cho chúng ta thọ hưởng ngày hôm nay. Điều đó không đơn giản đâu, phải không? Và hôm nay đó, chúng ta nên nhớ rằng ta sống được bình yên như này là biết bao nhiêu người bên cạnh chúng ta phải bảo vệ chúng ta, bảo vệ đất nước từ bên ngoài và bảo vệ gì cái sự an ninh trật tự bên trong. Và luôn tất cả xóm làng được bình yên như thế này, chúng ta nên nhớ rằng phải cúi đầu và cảm ơn tất cả những con người đó. Biết rằng xã hội có người xấu và có người tốt, nhưng góc độ của người Phật học, chúng ta chỉ đón nhận những người nào mà đem hạnh phúc lại cho con người, phải không, đem được sự bình yên cho con người và đem tất cả những cái điều may mắn cho cuộc đời, thì ta cúi đầu và cảm ơn con người đó. Ta phải luôn tôn trọng họ. Mà xã hội thì nó bao la vô cùng và vô tận, cho nên quý Phật tử phải biết điều này. Bởi vì nếu không biết được điều này là ta vô tình ta phụ ân của họ rồi, thì xem như ta chết không có chỗ chôn, vì không phải chỗ của mình. Cho nên phải nhớ điều này, tổ quốc nó quan trọng, vì vậy ta phải nhớ và phải luôn tôn thờ. Biết rằng nó trải qua từng triều đại, nhưng triều đại nào mà bảo vệ độc lập tự do của tổ quốc, chúng ta phải nhớ rằng, phải nhớ nhớ đến những con người đó. Ví dụ như thời nhà Trần á, thì có Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Cái lúc mà quân Nguyên xâm lăng Việt Nam thì Ngài mới có nói một câu thế này: đầu thần Việt, phải không, chưa rơi thì xin bệ hạ gì, đừng phải lo. Là thấy tuyệt vời không? Một câu nói mà tới ngày hôm nay ta phải cúi đầu và cảm ơn một vị tướng này, kính phục vô cùng. Và một vị đã nói rằng thế này, có thể là thời của Hoàng Diệu gì đó, phải không? Thà làm gì? Làm quỷ nước Nam chứ không làm vương gì. Những con người này ta phải cúi đầu và kính phục, ngàn năm sau cũng chưa ai phát biểu được câu này đâu. Cho nên chúng ta cảm ơn những con người này. Đó là thể hiện tấm lòng tri ân và báo ân. Và ta sống trong một cái xã hội này đó, nếu xã hội đã đem lại hạnh phúc cho mình, đem lại sự bình yên cho mình, đem sự an lành và hạnh phúc cho từng con người, thì ta phải sống tốt, phải tôn trọng hiến pháp và luật pháp. Đừng bao giờ làm những điều nó gian dối, lừa đảo, làm khổ nhau, làm hại nhau, rồi đem đến, phải không, sự bất hảo cho nhau, rồi cuối cùng ta tự làm khổ cho nhau. Là cái điều đó ta hủy hoại cái tinh thần tri ân và báo ân với người học đạo. Nhớ nha, làng xóm đừng có gây nhau, phải không, bạn bè đừng có gây nhau, rồi đừng có tìm cách làm tổn thương nhau, làm hại nhau. Đó là một sự sai lầm rất lớn, mà nó ảnh hưởng đến cái gì, tinh thần của những người có trách nhiệm trong cuộc đời này. Bởi vì hiến pháp và luật pháp nó bảo vệ hạnh phúc của con người, cho nên chúng ta là người dân ở trong quốc gia nào, chúng ta biết tôn trọng và phải sống khép mình vào trong thế giới của nó. Đừng bao giờ ta có những thái độ hành động đi ngược lại, là ta tự hủy diệt phước báo của mình, ta tự làm khổ cuộc đời của mình. Đó là thế giới gọi là tri ân và báo ân của người con Phật ở thế giới thứ ba. Chúng ta bước sang cái thế giới thứ tư là ân của chúng sinh. Chúng ta nên nhớ rằng sống trong cái thế giới mà cộng đồng tương quan sinh tồn, không phải có một mình mà nó tồn tại đâu, mà nó đòi hỏi rất nhiều yếu tố để hình thành, rồi nó mới tồn tại rồi nó mới phát triển. Cho nên con người của mình cũng giống vậy thôi. Cho nên mình sống trong cuộc đời này đó, chúng ta nên nhớ rằng từ cái ăn, từ cái mặc, từ cái sinh hoạt trong đời thường của mình, hoàn toàn là do một cộng đồng tương quan sinh tồn và phát triển. Bởi vì nếu không có đó, thì một mình không làm được gì cả. Mặc dù hôm nay mình có phước báo sinh ra cuộc đời này, mình giàu sang phú quý, nhưng mà không có những người bên cạnh chúng ta đó, thí dụ như không có làm ra hạt gạo, rồi không có làm ra được gì, phải thức ăn, thì tất cả những cái đó
không lẽ ta ăn tiền ta sống sao? Cho nên nó tương quan để sinh tồn. Mặc dầu mỗi người có một vị trí khác nhau, nhưng hoàn toàn đóng góp để xây dựng và bảo vệ cho nhau. Cho nên ta phải biết tôn trọng. Hôm nay ta sanh ra cuộc đời này đó, chúng ta thọ hơn rất nhiều. Mà trong kinh Tam Diệu Quán Đức Phật có nói thọ rất nhiều, từ cái ăn, từ cái mặc, từ cái uống, từ cái đi đứng nằm ngồi, sinh hoạt trong đời thường, bất cứ một cái điều gì đều thọ ân. Cho nên Phật tử mình suy nghĩ thì mình thấy chính xác vô cùng. Vì vậy chính vì chỗ này cho nên ta phải tôn trọng những người xung quanh của mình. Ta không được xem thường họ. Nhớ nha, cái người mà có thể nói rằng họ làm những việc nhẹ nhất trong cuộc sống của mình, mà cái chuyện mà có thể nói rằng làm ảnh hưởng đến cuộc đời tương lai của họ, là những người quét dọn đường phố, chúng ta nên nhớ rằng ta phải cảm ơn họ. Bởi vì nếu không có họ thì đường phố nó không có sạch sẽ. Cho nên khi thấy họ ta phải tôn trọng họ. Bởi vì sao? Mỗi người nó có phước duyên khác nhau, nhưng cái vị trí của họ, trách nhiệm và bổn phận của họ là phải làm đẹp thành phố. Họ quét sạch tất cả những gì mà dơ bẩn của thành phố. Cho nên ta phải thương họ. Và nếu ta có giúp đỡ gì họ được thì ta nên giúp họ, chứ ta đừng bao giờ xem thường họ. Bởi vì giai cấp, phải không? Nó làm cái khoảng cách, thì nó tạo thành một gì? Một cái chướng duyên trên bước đường tu học của bản thân mình. Và nó vô tình, phải không? Nó hủy hoại chính là phước báo của mình. Mình xem thường người khác, đó là một nhân xấu. Đấy, cho nên chúng ta nhìn lại góc độ mà Phật dạy, nhờ họ mà cái xã hội được sạch sẽ hơn, khốn phường cũng đều sạch sẽ, thành phố đô thị chỗ nào cũng sạch sẽ. Cho nên tất cả những con người này ta phải kính trọng, và ta cúi đầu và cảm ơn họ. Nếu không có họ, ta cầm cái chổi ta quét từ sáng tới chiều có xong, phải không? Cũng như cái Việt Nam Quốc tự mà được xinh đẹp như thế này, mà được trang nghiêm thế này, sang trọng như thế này, là muốn hoàn toàn do quý Phật tử của đạo tràng tu an lạc này thực hiện. Những người có điều kiện sáng trưa chiều tối, chúng ta thấy tuyệt vời vô cùng. Có thể tạm thời ta dùng một cái từ đi, ta nằm dưới cái gì, nằm dưới cái nền này cũng không dơ bẩn áo quần, nó sạch tới mức độ đấy. Người ta có bao giờ ta cảm ơn những người này chưa? Ta cúi đầu cảm ơn họ chưa? Chưa. Ta nghĩ rằng họ phải làm sai lầm, họ làm họ tạo phước báo của họ, nhưng mà cá nhân mình đó, đặt chân vào đây mình cúi đầu và cảm ơn họ. Nhờ có họ nên cái ngôi Việt Nam Bất Tự này nó mới gì, nó mới sáng, nó đẹp, nó sang, nó trọng, và tạo thành một gì, một phước báo cho tất cả những người khi có mặt ở đây. Cho nên ta phải biết cảm ơn tất cả những người này. Rồi chúng ta nói đến buổi trưa đi, buổi trưa có giờ ngọ mà chúng ta gì, chúng ta thọ trai đi, chúng ta dùng cơm đi, chúng ta nhớ đến những người gì ở dưới, ở cái gì, ở ngoài sau, ngoài sau trai đường, để họ làm gì, họ làm thức ăn cho chúng ta, cơm, phải không, ăn và gì, nước uống. Chúng ta có nghĩ rằng với 400-500 Phật tử mà phải lo chu đáo từ buổi sáng và tới buổi chiều, và đến khi mà Phật tử mình kết thúc thì ai về nhà đó, thì tất cả những người họ phải ở lại, họ lo cho tất cả những cái việc này, từ lau chùa quét dọn, từ phòng ốc bên ngoài tới phòng ốc bên trong, thậm chí cho tới cái nhà bếp họ lo cho sạch hết, họ mới bàn giao lại cho gì, cho nhà chùa, rồi họ mới lần lượt về sạch. Cho thấy sự hy sinh của họ quá nhiều. Cho nên mình ăn chỗ nào mình làm sạch sẽ chỗ đó, để gì, giảm bớt một phần dọn dẹp của họ, cũng thể hiện tấm lòng tri ân đối với người đó, thì nó mới có ích nghĩa hơn. Chứ đừng đụng đâu ta vứt đó, đụng đâu ta bài đó, phải không? Ta vô tình làm tổn thương người đó. Nhưng đối với hạnh nguyện thì họ không lên tiếng, nhưng đứng với lời Phật dạy đó, thì ta đã vô tình ta hủy diệt phước báo của mình. Quý vị, phước báo của mình là sanh ra đời không có ai tôn trọng mình cả. Cái điều đó Phật tử mình nên ghi nhận. Có những người học hành rất là giỏi, danh vọng có trong cuộc đời, nhưng mà không ai tôn trọng hết. Tại vì sao? Cái phần phước báo nó có, nhưng cái phần nghiệp báo nó cũng đi theo. Bây giờ phước báo mà nghiệp lực và nghiệp duyên, hai cái nó song hành trong cuộc sống của mình. Và hôm nay mình là những người Phật tử có học đạo, ta hiểu được giáo lý của Đức Phật, ta sống tốt bên trong, ta phải tốt luôn cả bên ngoài. Có nghĩa là trong tâm hồn nó tốt là cái điều bắt buộc mình phải tốt. Nhớ nha. Mà nó tốt thì nó tốt luôn gì, sáu giác quan của mình. Cái nhìn cũng tốt, cái nghe cũng tốt, cái nói cũng tốt, cái làm cũng tốt, mà cái suy nghĩ cũng phải tốt. Cái tốt đồng bộ như thế này đó, thì nó sanh ra con người tốt thật sự.
Còn nếu sáu giác quan mình mà nó tốt có một hai yếu tố thôi, vẫn còn phải đi khám bệnh nữa, điều trị nó đi kịp thời, bởi tuổi thọ nó còn, ta còn thừa sức để điều trị và thay đổi cuộc đời của mình cho nó tốt đẹp hơn. Nhiều khi sanh ra cuộc đời có sáu giác quan mà ta sử dụng có một cái giác quan để nhìn thôi, không cần nghe. Tại sao kỳ vậy? Không phải ai sanh ra đời cũng đủ sáu giác quan thông minh và sáng suốt đâu. Mà hôm nay ta là những người phước báo, nó có, ta phải tận dụng nó sáu giác quan đó. Tri ân là phải báo ân thôi, thấy không? Cha mẹ đã ban cho ta từng cái phước báo rồi, và hôm nay ta thọ hưởng phước báo đó mà ta không tận dụng và không khai thác nó, ta tự hủy diệt cuộc đời mình là sai lầm. Cho nên đối với ân đàn na tính tí nó bao la vô cùng và vô tận trong cuộc sống nha. Từ giọt nước nha, từ hơi thở, từ viên thuốc mà chúng ta thọ dụng hoàn toàn là do đàn na tính thí họ dành cho mình. Cho nên khi mà ta đón nhận, ta phải cúi đầu và cảm ơn họ với một cách gì? Một cách chân tình và thương yêu kính trọng họ, chứ đừng có một thái độ mà cái thái độ là xem thường họ, thì cái điều đó nó đáng buồn vô cùng, là chúng ta tự hủy diệt phước báo của mình trên bước đường tu tập. Cho nên Đức Phật nói rằng trong những ân mà Đức Phật dạy thì bốn ân này rất quan trọng lắm. Nó quay quanh cuộc đời của mình từ lúc lọt lòng cho tới ngày nhắm mắt và ra đi của kiếp này và muôn kiếp về sau. Và hôm nay Phật tử mà đã đón nhận một cái kiếp sống hiện tại rồi, rồi ta nhìn lại cái lời Đức Phật dạy trong Thánh Điển đi, qua bốn ân này ta đã thực hiện được tới đâu nha. Rồi ta xem lại, ta bổ sung nó từng bước một. Nhớ nha, một là cha mẹ, hai là tam bảo, thứ ba là gì? Ân của quốc gia, thứ tư là ân của đàn na tính tí. Ta tổng hợp lại chỗ này, rồi ta thấy chỗ nào nó thiếu, ta lần lượt, phải không? Ta thay đổi để cho nó kịp với kiếp người đi. Con người á, tuổi thọ nó không có dài, nhớ nha, mà sự tu tập của mình á thì nó quá ngắn. Nếu chúng ta không tranh thủ á, thì tuổi thọ nó kết thúc là mình nuối tiếc, nó cũng không thành công. Cho nên còn hơi thở trong cuộc đời này cũng mang một tâm niệm là đem hạnh phúc lại cho những người xung quanh, trên cái tinh thần là tri ân và gì? Báo ân. Đức Phật tuyệt vời nhất là vậy. Trước khi vào Niết Bàn, Đức Phật có nói rằng các ông còn có nghi ngờ gì về chất pháp nữa hay không, thì các ông cái gì? Cái tham vấn. Ta sẽ giải thích cho các ông hiểu. Để khi ta vào Niết Bàn rồi, các ông còn không còn nơi để nương tựa nữa. Thấy không? Có nghĩa là tinh thần của Đức Phật có thể là chia sẻ đến hơi thở cuối cùng. Và đó là một bài học cho chúng ta có mặt trong cuộc đời này. Cái tinh thần tri ân và báo ân, mặc dầu nó có trong một kiếp người mà thôi, nhưng ta phải áp dụng nó, thấy không? Trong từng hơi thở, từng bước đi và từng nụ cười bản thân của mình. Bởi vì đó là tài sản của mình, là phước báo của bản thân mình. Chúng ta đừng bao giờ sơ sót. Ta sơ sót cái nào là ta hủy diệt cái đó, là nó mất tất cả. Bởi vì trên bước đường hành đạo, một cái thể xác như thế này đó không phải dễ dàng gì có đâu. Mà hôm nay chúng ta được một thể xác hoàn hảo như thế này, chứng tỏ rằng ta cũng tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, phước báo nó rất lớn. Và trên thể xác đây nó có sáu giác quan, và tôi thường khuyên Phật tử nên sử dụng đủ sáu giác quan, đừng chừa bất cứ một giác quan nào trở lại hết, và đón nhận sáu giác quan. Và phải biết uyển chuyển, phải biết linh hoạt ở trong sáu giác quan của mình trên bước đường tu học. Cái tinh thần tri ân và báo ân, tri ân thế nào mà cái người họ đón nhận họ cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy an lạc và cảm thấy an vui, đó là sự tri ân có ý nghĩa. Và cái sự báo ân của mình như thế nào, để gì không có mặt mình, người ta vẫn nhớ tới mình và vẫn thương yêu của mình và vẫn nuối tiếc khi gì, khi vắng mình. Đó là tất cả những hành trang mà trong thế giới đó, kinh điển Đức Phật nói về điều này. Bất cứ bộ kinh nào nó cũng không thoát khỏi cái gì gọi là tri ân và báo ân của người con Phật. Thành thử khi mà Đức Phật đã đưa vào cái lời kinh và tiếng kệ, Phật tử mỗi người có một cái duyên lành khác nhau, trên mỗi người chọn một bộ kinh để chúng ta thọ trì, và thọ trì trong đó để cho chúng ta nhớ. Cho nên chư tổ thường gì? Thường có một câu gắn liền với lời kinh tiếng kệ chúng ta nên nhớ. Một là thượng báo tứ trọng ân, hay là hạ tế gì? Tam đồ vỗ. Thượng báo tứ trọng ân là cái bên ngoài chúng ta cần phải làm, còn hạ tế tam đồ khổ là cái bên trong ta cần phải gì? Cần phải hủy diệt đó.
Bởi vì ở đây cũng mở rộng thêm để cho Phật tử mình hiểu tam đồ khổ đó là gì, là địa ngục ngạ quỷ gì, địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Mà cái tâm địa của con người sống trong cuộc đời này đó, ta thử nghĩ rằng họ sống trên tinh thần tứ trọng ân hay là sống trong tam đồ nhiều hơn? Con người sống với tính tốt nhiều hơn là tính xấu nhiều hơn? Tham lam, sân hận và si mê. Chúng ta thấy không? Tri ân và báo ân, cái nào nhiều hơn? Vì cái chỗ này đó, cho Phật tử mình cần phải xem lại. Nhưng trước nhất, để muốn thành tựu được tinh thần tri ân và báo ân, thì ta phải gì? Ta phải xóa sạch, ta hủy diệt thẳng là tam đồ đi, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nhớ nha, tham lam, sân hận và si mê, đó là những cái nhược điểm của người tu hành. Sống đừng có tham vọng nhiều quá. Nhớ nha, sống có quyền hy vọng nhưng đừng có tham vọng. Nhớ nha, cái tham vọng là như thế này, là cướp của người khác mới là tham vọng. Còn hy vọng là sống bằng tài năng của chính bản thân mình là hy vọng. Nhớ nha, tất cả những gì ta làm được trong cuộc đời ta phải làm thì có quyền hy vọng. Nhưng mà tham vọng là cướp đi của người khác thì không thể chấp nhận được. Cho nên cái điều đó chúng ta phải hiểu. Đấy, tham vọng có nhiều cái dạng tham vọng. Phật tử đặt câu hỏi hỏi mình tham vọng cái dạng nào, rồi nhanh chóng đi đưa đến bệnh viện 115 đi cho nó thám lại. Nó sẽ hướng dẫn mình rõ ràng để giúp mình điều trị hơn, phải không? Rồi sân hận, sân hận thì nó nhiều cái dạng sân hận, mình xem mình cái dạng sân hận như thế nào, phải không? Rồi mới biết cách điều trị đó. Mà cái phần này đó, khoa học hiện đại rồi, tôi đề nghị Phật tử nên vào bệnh viện nó khám đi. Nó nói liền tại chỗ, mình sân cái kiểu nào nó nói ngay chỗ đó. Bởi vì nó là người thế gian, nó không có ngại, phải không? Rồi nó nói như thế này, tự nhiên mình thẹn với lòng là mình đã sám hối rồi đó. Mà đã thẹn với lòng sám hối rồi, uống thuốc thì phải dứt bệnh. Còn nếu dứt không được thì đừng uống. Tại sao? Giống như là mình đùa và không có thật, phải không? Cho nên Phật tử mình phải hiểu tại sao có những Phật tử đi chùa, phải không? Họ có niềm vui nên Tam Bảo một cách tuyệt đối. Và có những người Phật tử đi chùa, có những giống như họ chia sẻ cái niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống mà thôi. Có người lúc nào vui thì đi chùa, lúc nào buồn thì dừng lại. Nhưng mà người tu sĩ hay là người Phật tử tại gia trên bước đường tu học thì ta đừng để những dòng tư tưởng đó xen vào cuộc đời của mình. Mình chỉ làm một trách nhiệm vai trò hôm nay. Mình đi chùa hôm nay, thấy không? Cũng là thể hiện tinh thần tri ân và báo ân của Đức Phật. Và cố gắng làm tốt những gì trong kinh điển mà chúng ta học được. Thấy không? Để nó làm gì? Làm một cái phước báo cho mình hôm nay và gì? Buôn đời về sau. Cho nên thời pháp hôm nay nó ngắn gọn. Cho nên chúng ta chỉ gom lại cho quý Phật tử hiểu sâu hơn. Nếu có dịp nào chúng ta sẽ chia sẻ hơn, phải không? Nhất là buổi chiều. Cho nên trước khi chia tay một lần nữa, cầu nguyện Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thật nhiều sức khỏe và thành công trong cái điều tu học. Nam mô A Di Đà Phật.